Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi sáng của ngày 13 tháng 7 năm 2019. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới, một ngày làm việc nhiều may mắn và thành công ạ. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về nhiều cái mặt hàng kg đẹp với giá rẻ, giá ưu đãi để cô chú anh chị sưu tầm nhé, cô chú anh chị nhé. Hàng vừa về và rất là tươi, rất là đẹp luôn, và hàng bao rẻ cho cô chú anh chị ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng nhé. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng bên em hiện tại đang có luôn này. Đầu tiên, cái mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là giáng hương đuôi cáo. Lô hàng vừa về, cô chú anh chị cùng nhìn cận sát nhé. Nói chung là hàng thì rất là đẹp như vậy này. Hàng hôm nay thì em sẽ bán với giá là 160.000 cho 1kg và đều là những cây đã trưởng thành nhé. Đều là những cây đã trưởng thành, cô chú anh chị có thể xem là vòi hoa này. Nhiều cô chú anh chị sợ rằng là mua hàng cân như vậy thì về nó sẽ không có hoa. Tuy nhiên thì những hàng này cô chú anh chị cứ yên tâm là nó sẽ có hoa bình thường nhé. Là những cây đã trưởng thành, tuy nhiên nó không phải là hàng khủng thôi ạ. 160.000 cho 1kg thôi ạ. Hàng thì rất là rẻ. Nói chung là phiên này thì lô hôm nay em mua được lô rẻ nên em bán giá rẻ thôi ạ. Cô chú anh chị có lấy thì nhanh tay đặt hàng nhé. Còn bình thường giá nó phải không rơi dưới 180.000, đấy là cái giá đã rất là rẻ rồi này. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là kiều vuông cánh trắng. Kiều vuông cánh trắng thì hàng rất là đẹp luôn. Đó, bao đẹp cho cô chú anh chị, tươi roi rói như thế này. Hàng này thì có thể nở hoa vào dịp Tết luôn cô chú anh chị nhé. Có thể kích nở hoa đúng vào dịp Tết luôn ạ. Kiều vuông cánh trắng với giá 220.000 cho 1kg thôi nhé. Đó, giá hôm nay thì rất là ưu đãi luôn này, 220.000 cho 1kg. Và hạc vĩ, dòng lan hạc vĩ đây, hàng tươi, rất là đẹp như vậy. Hàng hôm nay em bán với giá là 160.000 cho 1kg nhá. Hạc vĩ ạ, 160.000 cho 1kg. Giá rất là rẻ nhất từ trước đến nay ạ. Đó, 160.000 cho 1kg, hàng bao đẹp cho cô chú anh chị. Tuy nhiên thì cái hàng này lá nó mỏng nên là khi mà vận chuyển đóng gói thì cũng không tránh khỏi một số cây lá vàng hoặc là một số cây có thể gãy ngọn một xíu cô chú anh chị nhé. Cái chuyện đấy thì không thể tránh khỏi. Mình hàng mua hàng lan về thì để mà đẹp, để mà mướt được thì cũng phải chăm qua một sang năm ạ. Đó, hàng này em bán với giá là 160.000 cho 1kg thôi. Hoàng thảo vẩy rồng cô chú anh chị nhìn ạ, quá là mướt luôn. Lô hàng hôm nay thực sự là lô hàng hôm nay về loại nào cũng rất là đẹp luôn ạ. Hoàng thảo vẩy rồng này em bán với giá là 140.000 cho 1kg cô chú anh chị nhá. Hàng thực sự là rất là đẹp, rất là xanh như thế này. Đó, lô hàng về rất là ưng ý và số lượng hàng không có nhiều nhá. Giáng hương đuôi chồn cô chú anh chị xem ạ, quá là mướt luôn. Nói chung là hàng hôm nay thì về thì loại nào em thấy là cũng đều rất là ưng ý nhá. Giáng hương đuôi chồn, những cái hàng lá xếp cây khá là to đều cô chú anh chị nhá. Ra khá là to đều như vậy, xanh đẹp như thế này. Em bán với giá là 220.000 cho 1kg giáng hương đuôi chồn cô chú anh chị nhá. Hàng thì rất là ít lỗi lá luôn, nói chung là hàng rừng nhưng mà rất là ít lỗi lá như vậy. Đó, giáng hương đuôi chồn thì hoa bền. Bông hoa cực kỳ là sai luôn đấy ạ. 220.000 cho 1kg thôi nhá. Và đây là hoàng thảo đùi gà này, hoàng thảo đùi gà tròn nhá. Đùi gà tròn thì cô chú anh chị biết rồi, đùi gà tròn thì nó sẽ đẹp hơn hẳn so với lại đùi gà dẹt đấy ạ. Có mắt nhung, hàng có mắt nhung rất là đẹp luôn. Đùi gà tròn em bán với giá 180.000 cho 1kg. Hàng này thì thực sự với giá này lỗ luôn đấy cô chú anh chị ạ. Và đây là lô hoàng phi hạc này. Hoàng phi hạc quá là xanh, quá là đẹp như vậy. Đó, hoàng phi hạc với giá 150.000 cho 1kg cô chú anh chị nhá. Em nghĩ là rằng là với hàng đẹp như vậy này, ở cái giá này thì em nghĩ là bao rẻ cho cô chú anh chị nhá. Bên này là hoàng lạp này. Hoàng lạp với giá là 130.000 cho 1kg nhé. 130.000 cho 1kg. Đó. Bình thường giá của nó 150.000. Hôm nay em sẽ hôm nay bán với giá rất là ưu đãi là 130.000 thôi nhé. Và đây là hoàng thảo kiều vàng. Kiều vàng đây cô chú anh chị nhé. Kiều vàng này là của hàng vùng Cao Bằng bọn em ạ. Nên là hàng rất là tươi, bao đẹp cho cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị xem này. Những cây kiều vàng này thì vừa rồi nó vừa ra hoa xong. Và nói chung là những cây này không biết là kiều vàng hay kiều mỡ, bình thường em thấy là kiều vàng thì nó thân già khá là nhiều nhưng mà lô này thì kiều thân già rất là ít luôn ạ. Cái lô kiều vàng này em bán với giá là hàng hiện tại em bán với giá 200.000 cho 1kg kiều vàng của vùng Cao Bằng này cô chú anh chị nhé. Đây là hài mốc hồng đấy ạ.
Hải mốc hồng đây cô chú anh chị nhá. Hải mốc hồng thì em bán với giá là 150.000 trong 1 kg thôi. Bình thường em thấy là người ta bán mỗi một cây nhỏ như này giá là 5.000 cơ. Thì giá đấy cô chú anh chị mua sẽ vô cùng là đắt luôn, tại vì 1 kg hải mốc hồng này phải rơi đến tầm 100 cây hoặc là hơn 100 cây cơ cô chú anh chị ạ. Hải mốc hồng này cây nhỏ như vậy thôi, tuy nhiên thì cái hoa của nó, nếu như cô chú anh chị chưa bao giờ thấy mà thấy hoa của nó mà tự dưng thấy cây mốc hồng mà nở hoa, em nghĩ là không ai là không thể nào bất ngờ và ngạc nhiên về cái độ to của cái bông hải mốc hồng này. Nó rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Thực sự là rất là to luôn. Hải mốc hồng 150.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Màu hoa to, rất là to đẹp và cái màu sắc đẹp ạ. Và đây là lô trầm tím chuẩn rừng cô chú anh chị nhá. Trầm tím chuẩn rừng xanh mướt mát, thực sự là quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Mỗi một chậu trầm tím như thế này bao đẹp cho cô chú anh chị này. Và nó phải từ trên 5 mầm trở lên. Nói chung là tính mầm to, mầm nhỏ phải trên 5 mầm trở lên nhá. Một chậu như vậy em chỉ bán với giá là 200.000 thôi cô chú anh chị ạ. Trầm tím hàng rừng cô chú anh chị nhá. Hàng khai thác từ rừng và đã được trồng thuần vườn ở trong chậu. Về cô chú anh chị chỉ việc chăm và tưới thôi này. Cây đang độ phát triển rất là khỏe như vậy nhá. Có 200.000 cho một chậu như vậy thôi ạ. Và cái giá của hàng trầm này thì thực sự là em, tại vì em mua được rẻ thôi, em nhập được rẻ nên là cái giá nó mới được rẻ như vậy. Chứ còn bình thường những cái chậu trầm mà từ 3-4 mầm trở lên thì không rơi dưới 300.000 đâu cô chú anh chị ạ. Đó. Đó, cô chú anh chị xem ạ, rất là đẹp luôn như thế này. Có 200.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Rất là mướt, rất là đẹp luôn. Và bên này là lô hàng Cattleya. Cattleya là một cái dòng lan mà hoa rất là thơm luôn. Lô hàng về xanh mướt đẹp như thế này. Và tất cả thì đều đang mèo nụ cô chú anh chị nhé. Tất cả đều đang mèo nụ và một số cây thì đã nở hoa rồi này. Một số cây đã nở hoa rồi. Đây là cái bông hoa của nó này. Thơm nức mũi luôn cô chú anh chị ạ. Đó. Vừa uống chè mà vừa thưởng hoa Cattleya này thì thực sự là không có điều gì thú vị hơn. Không có gì điều gì tuyệt vời bằng. Hoa rất là thơm luôn. Và cây thì xanh mướt như thế này cô chú anh chị nhá. Một chậu Cattleya đang mèo nụ em bán với giá là 220.000 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. 220.000 cho một chậu Cattleya. Hàng đang độ phát triển rất là khỏe, rất là tươi đẹp như thế này. Và cô chú anh chị cùng nhìn là chậu, mỗi một chậu của nó thì cũng sẽ rất là nhiều giả hành nhá. Đấy, rất là nhiều giả hành này. Và chậu nào cũng là bao là với giá 220.000 thì bao cho cô chú anh chị là chậu nào cũng có hoa và có nụ cô chú anh chị nhé. Đang có hoa hoặc là có nụ ạ, trong một chậu ạ. Ở đây em còn có rất là ít cái hình phi điệp tím của vùng Cao Bằng để giao lưu cùng với lại cô chú anh chị này. Ở đây em có hình số 3. Hình số 3 cô chú anh chị xem này, có một cái mầm tơ dài đẹp khoảng tầm 40 cm nhá. Và một cái ki nhỏ xíu cũng khá là khỏe ở trên này, cũng rất là khỏe ở trên này. Kèm theo nhiều thân già cô chú anh chị ạ. Nhiều thân già cô chú anh chị có thể thấy người ta kích ki ra. Những cái thân già này kích ki ra ki năm đầu thôi mà em đã thấy người ta bán có thể lên đến tầm 100.000 cho một ki rồi. Nên là cái thân già thì nó rất là nhiều lợi ích cô chú anh chị ạ. Cái dày này hình số 3 này em bán với giá là 480.000 cô chú anh chị nhá. 480.000 cho hình số 3 ạ. Đây là hàng phi điệp vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Được liệt vào trong những cái dòng phi điệp cao cấp mà là những cái cây lan được giới chơi lan đánh giá là cái vùng miền có khuôn bông hoa đẹp ạ. Rồi cái hình tiếp theo đó là hình số 8 này. Hình số 8 cô chú anh chị xem thân xanh mướt luôn. Đó. Hình số 8 này em bán với giá là 380.000 cô chú anh chị nhé. Thân nói chung ở đây thân già xanh thôi nhá. Còn thân bên này thì nó vẫn có những cái đốm tím ở trên này. Đó, chứ không phải là xanh đâu, không cô chú anh chị về lại bảo là thân xanh không xanh. Đấy, cô chú anh chị xem nhé. Cái hình này em bán với giá 380.000 là hình số 8. Hình số 9 là một thân mập ú ụ luôn. Một thân rất là nù như thế này. Em bán với giá là 280.000. Cái kích thước của nó là trên 20 cm, khoảng tầm 25 cm cô chú anh chị nhé. Cây rất là khỏe luôn ạ. 280.000. Hình số 16 này, hình số 16 là một cái dề này. Rơi vào khoảng tầm 40 cm cô chú anh chị nhé. Rơi khoảng tầm 40 cm. Và cái thân già của nó thì còn rất là nhiều mắt ngủ để cho cô chú anh chị có thể kích này. Cái hình này em bán với giá là 480.000 nhá. 480.000 ạ. Một cái giò thân thân tơ. Đấy, cô chú anh chị xem nhé. Thân già cũng rất là xanh như thế. Cái hình tiếp theo đó là hình số 20. Hình số 20 này thì em có một cái mầm thân già xanh. Cái mầm này cũng khá là xanh cô chú anh chị nhá. Dạ. Hình 20 này em bán với giá là 430.000 nhé. Kèm theo rất là nhiều thân già luôn này.
Và tiếp theo bên này chính là những cái giò lan 5 cánh trắng họng hồng cô chú anh chị nhá. 5 cánh trắng họng hồng. Cây hiện tại đang độ phát triển rất là khỏe và mỗi một thân trong một chậu thì nó đều dài từ trên 40 cm trở lên hết rồi cô chú anh chị nhá. Và thân thì chưa thắt ngọn nhưng mà đã rất là mập rồi. Mập ú ụ luôn rồi cô chú anh chị cùng xem cái mặt hoa của nó. Là dòng lan phi điệp 5 cánh trắng họng hồng cô chú anh chị nhá. Hoa thì rất là sai và cái màu sắc hoa hàng hiện tại rất là hot. Cái màu sắc hoa đây ạ. Cái họng hồng trên nền 5 cánh trắng vô cùng là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Thực sự khi mà ngắm cái bông hoa này nở thì phải nói là thực sự thấy đẹp mê ly luôn ạ. Cái dòng 5 cánh trắng họng hồng này thì em bán theo chậu, em đã chia ra theo từng chậu và em bán theo chậu cô chú anh chị nhá. Ở đây em có hình chậu 29, 27 trước này. Chậu 27 đây có tất cả là 3 mầm như vậy cô chú anh chị nhá. 3 mầm như vậy cô chú anh chị nhìn rõ ạ. Cái hàng này thì nói chung là bên em cũng phân thuốc rất là ít nên cô chú anh chị về cứ yên tâm nhá. Cô chú anh chị chỉ cần chăm tưới thôi thì nó cũng rất là mướt đẹp luôn rồi này. Đến khi mà mùa nó sẽ cho hoa vào xuân hoặc là Tết. Khi mà đến mùa thắt ngọn xuống lá và nụ thì chắc chắn không rơi dưới mỗi thân là 500.000 đâu cô chú anh chị ạ. Cái chậu hình số 27 này em xin phép bán với giá là 930.000 cô chú anh chị nhé. Thân rất là nù và đẹp như thế này. Hình 27. Hình 28. 28 đây cô chú anh chị xem nhé. Hình 28 đây ạ. Hình 28 này cũng là một chậu 3 thân. Chậu 5 cánh trắng họng hồng 3 thân nhé. Chậu này em cũng bán với giá là 930.000 ạ. Hình tiếp theo là hình 29 này. Hình 29 thì cũng có 3 thân. Tuy nhiên thì 3 thân này nó ngắn hơn một xíu nhé cô chú anh chị nhé. Nhưng mà cũng đảm bảo trên 40 cm trở lên hết thời điểm hiện tại. Em bán với giá 900.000. 900.000 cho cái chậu hình 29 này. Hình tiếp theo là hình số 32. Hình tiếp theo là hình 30 đây nhá. Hình 30 trước ạ. Hình 30 này là một cái chậu có rất là nhiều thân luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn nhá. Cái chậu này có tất cả đến 5 thân cơ. Và mỗi thân cũng đảm bảo cho cô chú anh chị là có trên 5 cm trở lên hết. Cái chậu này thì em bán với giá là 1.400.000 cô chú anh chị nhá. Cái chậu này mà nở hoa thì thôi rồi ạ. Hoa rất là hoa nhiều thân như vậy và hoa rất là sai nữa thì cô chú anh chị tưởng tượng nó đẹp đến cỡ nào. 5 thân với giá là 1.400.000. Hình tiếp theo hình số 31 này. Hình 31 này thì có 3 thân. 3 thân như vậy cô chú chị nhá. 3 thân nù đẹp khỏe như thế này. Đó, chưa thắt ngọn mà đã phình thân rất là mập rồi. Đó. Hình này hàng ươm ki nên là cô chú anh chị yên tâm chắc chắn là chuẩn màu hoa cho cô chú anh chị luôn nhá. Hình 31 này với giá là 900.000 ạ. Hình 32 này cũng là một chậu trầm rồng 3 thân này. Đó, 3 thân rất là đẹp như vậy nhá. Chú anh chị nhá. Thân mập ú luôn, chưa thắt ngọn mà đã to bằng cái ngón tay luôn rồi ạ. Chậu này em bán với giá là 220.000, 220.000 cho chậu 32. Tiếp theo là hình 33 này. Hình 33 đây cô chú anh chị nhá. Chậu này cũng là 3 thân này. Đó, 3 thân như vậy. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy hàng trắng nên là cái thân rất là xanh như thế này. Hình này em bán với giá là 380.000 nhá, hình 33 là. Xin lỗi là 880.000 ạ. 880.000 cho chậu 33 này. Chậu 34 thân thì rất là to đẹp luôn, cái chậu này vô cùng là đẹp luôn, thân quá là to khủng như thế này. Có 3 thân cao nhá, 3 thân cao và thêm một cái mầm đang lên ở dưới này này. Nó cao cái mầm dưới này khoảng tầm 10 cm trên 10 cm cũng rất là to mập khỏe nhá. Cái chậu này em bán với giá là 940.000 nhá. 940.000 cho cái chậu này đấy ạ. Đó. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái hàng này thì em không có phân thuốc gì đâu nên là sâu xiên. Hình tiếp theo là hình số 35 đây cô chú anh chị nhá. Chậu 35 này đây cô chú anh chị nhìn có 3 thân ạ. 3 thân đẹp như thế này. Đó. 3 thân này em bán với giá là 880.000 nhá, 880.000 cho chậu này này. Tiếp theo là hình số 36. Hình 36 cũng là một chậu 3 thân. Chậu 3 thân này em bán với giá là 900.000. Đấy. Với cái số lượng tiền là 800.000 cho chú anh chị sưu tầm cho mình một cái dòng lan rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và thời điểm hiện tại thì mua sẽ rẻ hơn rất là nhiều cái thời điểm mà khi mà nó đang nụ rồi. Và những cây này thì về chăm sóc không hề là khó đâu cô chú chị ạ. Đó.
Giờ em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng bên em hiện tại đang có nhé. Và mong được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị.